Nam Mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thường thì ở trong một cái pháp hội như vậy, mặc dù tất cả mọi người ngồi vào trong đây, tất cả đều lắng nghe những gì Bậc Thầy Giác Ngộ khai phá. Nhưng mà cái động cơ của mỗi người đến đây nó làm sao? Nó khác nhau, phải không? Không ai giống nhau hết. Có người đến ngồi đây rồi mà cũng không biết tu là tu cái gì. Có người ngồi đây để muốn biết, ủa thầy đang chỉ cho mình cái gì đây? Có người ngồi đây, mình nghe, nhưng mà giống như mình không nghe. Có người ngồi đây, sau khi được bậc giác ngộ khai mở tuệ giác, biết trong mình có tiềm năng thành Phật và có lòng muốn giải thoát, cho nên về đây để mong được bậc giác ngộ khai sáng. Có người ngồi đây nhưng mà vẫn giữ cái sự dính mắc của mình, không muốn giải thoát. Có người ngồi đây nhưng mà nghe tới đâu là trong lòng đã chống tới đó. Có người ngồi đây bị ép, người thân mình phải đưa mình tới đây. Quý vị thấy không? Thì như vậy là trong cái pháp hội như vậy, đâu có phải ai vào đây cũng có một cái mục tiêu giống nhau đâu. Quý vị có cảm nhận được không? Không có giống nhau. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt á, nếu như mình gặp được Phật và mình gặp được Bậc Thầy Giác Ngộ thì sao? Thì chư Phật và Bậc Thầy Giác Ngộ sẽ thấu được căn cơ của mình. Biết mình đang ở đâu, biết mình đang bế tắc như thế nào, biết mình đang không tỏ tường như thế nào, biết mình đang có câu hỏi gì, biết mình như thế nào, thì từng bước chư Phật và Bậc Giác Ngộ sẽ khai sáng tâm mình và từng bước chỉ cho mình tỏ tường trên cái bước đường thành Phật giải thoát. Cho nên quý vị thấy rằng là tại sao mà thời Phật, những đệ tử của Phật theo Phật là được Phật độ cho đắc đạo rất là nhiều. Nhưng mà sau khi Phật nhập diệt rồi thì những vị tiếp nhận giáo pháp của Phật chưa chắc đã đắc đạo, trừ những người có trăn trở. Thì nương vào giáo pháp của Phật mà dựng dậy cái trăn trở cho cái mục tiêu thành Phật giải thoát. Quý vị cảm nhận được cái chỗ thầy nói không? Tại sao mình gặp Living Buddha là gặp Phật á, với gặp giáo pháp Phật nó lại khác? Giáo pháp cũng từ Phật nói ra mà. Cũng như mình gặp Bậc Thầy Giác Ngộ, Living, với nếu sau này khi Bậc Giác Ngộ không còn từ giả cái thế gian này, mình cũng nghe lại cái pháp của Bậc Giác Ngộ, nhưng mà nó sẽ gì? Sẽ giống là mình gặp trực tiếp hay là mình nghe pháp không? Giống hay khác? Khác chỗ nào?
Mời con, Liễu Ngạn. Khác chỗ nào? Chúng ta phải nhận ra cái chỗ khác. Dạ con thưa bậc giác ngộ, khác ở chỗ là khi mà con ở đây với bậc giác ngộ thì là con có thể đặt câu hỏi cái chỗ nào mà con chưa thông, và con từ từ thầy khai mở cho con, từ từ con thông hơn qua cái sự mà interact với bậc giác ngộ và con, thưa thầy. Có nghĩa là mình được hỏi trực tiếp những gì mình chưa chưa thông, là được khai sáng trực tiếp, hoặc là bậc giác ngộ sẽ đặt câu hỏi cho mình, hoặc là soi sáng tấm tâm mình và từng bước giúp cho mình phá mê khai khai ngộ. Quý vị thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên mình phải thấy được cái chỗ rằng là Living Buddha, mình gặp Phật hoặc là mình gặp bậc giác ngộ rất là lợi ích cho mình. Bởi vì đương cơ điểm hóa, đương cơ khai sáng và đương cơ phá mê khai khai ngộ. Thì hôm nay thầy muốn cho quý vị rõ ràng thêm một tí về cái chỗ độ sanh của Đức Phật. Tại vì mình càng rõ được cái chỗ độ sanh của Đức Phật thì mình sẽ rõ được cái chỗ độ sanh của bậc thầy giác ngộ. Đúng không? Tại vì nếu mình không có rõ là mình cũng biết, ủa, hồi xưa Phật độ kiểu gì? Rồi sao mà thời nay lại bậc thầy giác ngộ độ chúng sanh là độ sao? Mình phải rõ thì cái sức sống, cái niềm tin mình bước đi mới gì? Mới mạnh mẽ, mới tỏ tường, phải không? Còn nếu không thì mình không rõ, rồi mình hiểu Phật một cách mù mờ, không tỏ tường. Thì giống như tuần vừa rồi bậc giác ngộ nói rằng là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên hôm nay từng bước mình tin Phật rồi, nhưng mà mình tin giáo pháp của Phật đó, nhưng mà mình không có hiểu lúc đó Phật là ai, mà Phật độ cho ai, và độ là độ cái gì, mình hoàn toàn không biết cái phần đó. Mình chỉ nghe cái pháp của Phật được lưu truyền, rồi mình ôm cái pháp đó mình tu, rồi thấy ai không giống như cái pháp đó thì mình chống. Thì như vậy là mình có hiểu gì đâu, phải không? Mà trong khi pháp của Phật với là cái sự sống của Phật đang đương cơ độ sanh, nó là hai phần khác nhau. Quý vị hiểu hai phần khác nhau chưa? Có nghĩa là đương cơ độ sanh là Phật nhìn thấy căn cơ của chúng sanh ngay nơi lúc đó, ngay tại thời điểm đó, và Ngài đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho chúng sanh lúc đó. Cái đó gọi là Living Buddha, cái sự sống của Phật độ chúng sanh thời đó. Còn pháp của Phật là sau khi Phật độ rồi, thì Phật nhập Niết Bàn rồi, thì mọi người kiết tập kinh điển lại và viết lại cái gì Phật đã từng độ, từng dạy cho ai, từng hướng dẫn cho ai, thì cái đó gọi là kinh, là pháp. Quý vị hiểu không? Thì khi mình nghe cái phần này mà mình không hiểu được cái Living Buddha thì là mình không có thấu triệt được. Phải không? Mình không thấu triệt được. Cho nên khi mà mình ôm cái pháp của Phật rồi, mình sẽ nhìn thấy bậc thầy giác ngộ độ không giống như pháp của Phật, thì mình sẽ gì? Mình sẽ gì? Hả? Mình sẽ chống. Phải không? Cho nên là mình không thể nào lấy pháp để so sánh, mà phải lấy cái Living Buddha để cảm nhận được. Quý vị theo kịp không? Thì bây giờ thầy cho, hôm nay là cho một cái ví dụ tế trong thời Phật, Phật độ như thế nào? Phật Phật là ai? Và độ sanh là độ như thế nào? Thì một câu chuyện như thế này, được tuần vừa rồi là bậc giác ngộ đã mở cho cái vấn đề là Phật độ cho Mahabasa Ba Đề. Còn kỳ này là Phật độ cho Ubali. Quý vị biết Ubali, hôm nay thầy sẽ mở. Ở bên Ấn Độ là có bốn bốn giai cấp,
Thấy không? Giai cấp đầu tiên là Bà La Môn. Giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi. Giai cấp thứ ba là Vệ Xá. Giai cấp thứ tư là Thủ Đà La. Ở đây là mình có một sư cô người Ấn á, theo bậc giác ngộ tu học là cô là giai cấp của Bà La La Môn đó, là giai cấp đầu tiên đó. Thì quý vị biết ở Ấn Độ á, là cái giai cấp Thủ Đà La là cái giai cấp đó, là cái giai cấp hạ tiện. Cái giai cấp đó là chỉ là phục vụ thôi. Mỗi lần mà cái giai cấp đó mà gặp giai cấp Bà La Môn hay là Sát Đế Lợi á, là phải đi trốn. Giống như mình đang đi như vậy nè, mà mình gặp hai cái giai cấp đó là họ phải vào trong bụi họ trốn, không được nhìn. Quý vị hiểu không? Nếu mà nhìn, đối với họ nhìn là sẽ bị, nhìn thấy cái giai cấp Bà La Môn mà nhìn á, là họ bị móc, móc mắt. Mà nếu mà có lỗi đối với cái giai cấp Sát Đế Lợi á, thì bị đổ dầu sôi vào trong cái lỗ tai. Mà nói tên của người Bà La Môn hoặc là chạm tới Bà La Môn á, là phải bị cắt, cắt lưỡi. Thì quý vị thấy rằng là những người ở trong cái giai cấp Thủ Đà La họ sống làm sao? Nếu mà quý vị sanh ra mà quý vị ở Ấn Độ mà rơi vào cái giai cấp Thủ Đà La thì quý vị làm sao? Thế thì sao? Khổ. Khổ lắm. Nhưng mà vì cái truyền thống đó là như vậy rồi, bao đời, cho nên cái người ở trong giai cấp đó họ phải chấp nhận như thế. Và cái giai cấp Bà La Môn là cái giai cấp cao nhất, họ là ở trên hết. Mọi người phải cung kính, mọi người phải phải tôn thờ. Còn cái giai cấp Sát Đế Lợi là cái giai cấp vua quan, cục quyền uy. Và giai cấp Vệ Xá là giai cấp thương buôn. Thì mỗi giai cấp đó họ tự hình thành trong đầu của họ là như thế rồi. Tôi là Bà La Môn thì tôi phải như thế. Quý vị thấy cái định kiến không? Tôi là Sát Đế Lợi, là dòng vua chúa thì tôi phải như thế. Mà tôi là thương buôn thì tôi phải như thế. Và tôi là Thủ Đà La thì tôi phải như thế. Mà Thủ Đà La là không được học, không được bước vào trong cái tầng lớp, ba cái tầng lớp kia, mà họ chỉ là gì, làm những cái việc rất là thấp hèn ở trong xã hội. Và cái niềm tin của họ là cho dù mình chết đi rồi thì đời sau sanh ra cũng giai cấp nào sanh ra trong giai cấp đó. Họ tin là như vậy và họ sống như vậy. Đức Phật là người sanh ra lớn lên trong cái xã hội như thế. Ngoài cái vấn đề mà Ngài trăn trở cho cái sự giải thoát cái khổ đau sanh tử, Ngài đứng lên cho cái sự nghiệp đó, thì Ngài cũng thấy được rằng là cái giai cấp nó làm cho con người khổ đau như thế nào. Cho nên đó cũng là nỗi trăn trở của Ngài cho cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát cái sanh tử, mà giải thoát luôn cái sự dính mắc vào vào giai cấp. Quý vị theo kịp không? Cho nên khi mà Ngài đắc đạo á, Ngài đắc đạo, Ngài trên con đường hoằng pháp á, để mà khai mở tuệ giác cho mọi người, bởi vì Ngài đã nhìn thấy cho dù ai ở trong giai cấp nào nhưng tất cả đều có tiềm năng thành Phật và giải thoát toàn bộ cái sự dính mắc về về giai cấp. Cho nên Ngài bắt đầu chuyển pháp luân và từng bước Ngài khai mở tuệ giác, đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho chúng sanh.
Thì quý vị biết là khi mà Ngài về lại vương xá, thì sự có mặt của Ngài ở trong cái vương xá thành Ca Tỳ La Vệ đó, phải nói là làm cho tất cả mọi người trong trong thành Ca Tỳ La Vệ và trong vương xá đó bừng sáng. Giống như thấy một cái vị thanh thang, rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, tự tại bước vào. Và những cái lời khai mở của Ngài tới đâu là tất cả mọi người đừng bừng dậy cái thể tâm trong sáng, thấy lòng mình đã trở nên thanh tịnh, bao la, rộng lớn. Cho nên tự nhiên rất là nhiều người muốn theo Phật để xuất gia. Thì thời đó tất cả những một số vương tôn công tử á, tự nhiên khi mà nhìn thấy Phật như vậy, thấy một người có tất cả nhưng mà bây giờ nó không còn cái gì quan trọng với họ nữa. Cái sự rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, cái từ bi, cái trí tuệ, nó là tất cả rồi. Cho nên họ nhìn Phật mà họ muốn gì? Muốn xin Phật thì đi xuất gia. Xuất gia để mà làm sao giác ngộ, giải thoát khổ đau á, là xin được theo. Thì từng bước Phật khai sáng, thì Phật độ cho một số vương tôn công tử đi đi xuất gia. Thì trong đó là có một vị là Ubali. Ubali là giai cấp Thủ Đà La. Ubali là một cái người lúc đó là thợ hớt tóc, nhưng mà không biết đủ nhân duyên gì đó thì Ubali được cho vào trong trong vương cung, vương triều để mà cắt tóc cho những vương tôn công tử. Và là một người hầu cận của ngài Bạt Đề. Thì cuộc sống khi mà từng người từng Đức Phật mà khi mà về vương xá để mà khai mở tuệ giác đó, thì Ubali cũng có cơ hội được được gặp, nhưng mà rất là sợ, không có dám, không có dám. Thấy mình cảm thấy như mình là một cái giai cấp rất là hạ tiện, mình không có dám gần. Nhưng mà Đức Phật thấu suốt được cái căn cơ, cái sự dính mắc của Ubali, cho nên Đức Phật cho Ubali được được gì? Được cạo tóc cho Phật. Những lúc lúc cần cạo là được được cạo tóc, được cắt tóc. Quý vị hiểu không? Nhưng mà Ubali sợ lắm, không có dám. Mà nếu mà cuối cùng Phật cho phép thì Ubali thấy được cái tình thương của Phật, cái rỗng rang thanh tịnh của Phật, cho nên Ubali được được đến. Nhưng mà đến, nhưng mà khi cắt á, khúm núm lắm, sợ hãi lắm, lo lắng lắm. Nhưng mà Phật thấu hiểu được cái tâm của Ubali, cho nên Phật từng bước trong khi cho Ubali cắt tóc, nhưng mà Phật từng bước khai mở tuệ giác cho Ubali. Cái tình thương của Phật, cái tuệ giác của Phật, cho cắt tóc là để được gần và độ cho Ubali. Cho nên khi mà Ubali được ở gần Phật, Phật từng bước khai sáng tâm, từ từ cái nỗi sợ hãi từ từ nó được chuyển hóa. Rồi Ubali cảm nhận được cái tình thương của Phật. Ubali cảm được cái tuệ giác của Phật. Ubali cảm nhận được cái lời khai mở của Phật. Cho nên Ubali từng bước trở nên nhẹ nhàng, thanh tịnh, tươi mát. Và khi mà cắt tóc là Ubali cũng tu trong khi cắt tóc. Quý vị thấy là ngay nơi đó là cái diệu dụng của Đức Phật. Quý vị thấy không? Cái diệu dụng, cái tình thương, cái trí tuệ của Đức Phật độ cho Ubali. Nhưng mà Ubali rất là chân thành. Phải không? Quý vị thấy là khi Ubali đến với Phật, Ubali rất là chân thành. Cái hình ảnh đó và biết cái thân phận của mình. Chứ không có phải là gì? Lúc đó Ubali không có ngang đầu cứng cổ. Ubali biết cái thân phận của mình, biết cái khổ đau của mình, và biết mình là ai và tới với Phật. Cho nên tới bằng một cái tâm rất là chân thành. Và Đức Phật thấy cái sự chân thành của Ubali, cho nên Đức Phật từng bước
cho Ubali gần Phật để Phật Phật độ. Thì quý vị thấy Living Buddha chưa? Quý vị thấy là Living Buddha có nghĩa là Đức Phật, cái sự sống của Đức Phật ngay đó và độ cho Ubali ngay đó. Chứ nếu mà Ubali nghe cái pháp của Phật mà không có Phật lúc đó, Ubali có tỉnh nổi không? Tỉnh nổi không? Không có Phật lúc đó là sao tỉnh? Tại vì phải có Living Buddha lúc đó thấy được tâm của Ubali đang bị cái gì, đang vướng như thế nào, đang khổ như thế nào, đang sợ như thế nào. Từng bước đưa Ubali tới để mà độ cho Ubali. Quý vị thấy chỗ này chưa? Và khi Ubali từng bước bừng sáng cái tuệ căn rồi, thì bắt đầu tâm của Ubali mở. Dù là mở tâm đó, nhưng mà ở bên trong cái giai cấp Thủ Đà La nó vẫn gì? Nó vẫn ở trong tâm của Ubali, nó đâu có thoát được. Cho nên khi mà Vương Tôn Công Tử xin Phật để xuất gia, thì Đức Phật thấy được cái căn cơ, cái tâm nguyện của những Vương Tôn Công Tử, cho nên Đức Phật nhận cho đi xuất gia. Thì những cái lúc mà đi xuất gia như vậy, Ubali cũng được cạo tóc cho những cái vị đó, nhưng mà nhìn người mà ngẫm tới ta, Ubali rất là buồn. Ubali nhìn thấy những vị đó đi xuất gia theo Phật, Ubali cũng muốn được đi chứ, nhưng mà trong đầu cứ nghĩ là, thấy không, cái thành kiến, cái định kiến nghĩ rằng mình là giai cấp Thủ Đà La, là giai cấp thấp nhất, không có cửa vô đâu đâu, không có được vào đó đâu. Cho nên chỉ biết buồn, chỉ biết gì, biết chấp nhận cái thân phận của mình. Thì không có dám sinh, làm sao sinh được. Thì cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất mới cảm nhận được cái tâm tư của Ubali, cho nên thỉnh Phật soi sáng và độ cho Ubali. Thì Phật đã thấu căn cơ của Ubali rồi, Phật thấu được cái tâm niệm của Ubali và thấu được cái nỗi khổ của Ubali, cho nên là Ngài từng bước hỏi Ubali. Thì hỏi tới đâu thì Ubali bừng sáng tới đó. Và tự nhiên Ubali cảm thấy rằng là Đức Phật là một cái thể tâm rộng rang, thanh tịnh, vô nhiễm. Ngài đâu có phân biệt đâu. Ngài đâu có phân biệt là giai cấp nào với giai cấp nào đâu. Ngài độ cho tất cả chúng sanh, nếu chúng sanh đó có trăn trở muốn giác ngộ giải thoát là được thôi. Cho nên khi mà từng bước Phật khai sáng cho Ubali, thì Ubali bắt đầu mới thấy rằng như vậy là Phật đã thương, Phật đã chấp nhận và không ngăn ngại. Không ngăn ngại. Cho nên Ubali xin xuất gia. Thì bây giờ cái chỗ này là cái chỗ mầu nhiệm để quý vị thấy rằng là Đức Phật là ai? Và Ngài phá mê khai ngộ là phá mê như thế nào? Thì đây là cái chỗ mà quan trọng để khi mà sau này mình theo Phật, theo bậc giác ngộ, mình phải tỏ tường. Như thế nào là bậc giác ngộ? Như thế nào là Phật? Như thế nào là trí tuệ? Như thế nào là từ bi? Như thế nào là diệu dụng? Như thế nào là đại nguyện độ sanh? Khi mình thấu hiểu như vậy rồi thì lòng mình rất là thanh thản để mình tiếp nhận cái sự khai mở của chư Phật và bậc giác ngộ. Thì quý vị biết là cái khi mà đi xuất gia là sau khi Đức Phật đã khai mở cho Ubali, thì Ubali xin Phật được xuất gia. Trong khi những vị kia đã xin Phật xuất gia trước Ubali. Quý vị nghe cho kỹ chỗ này nha. Nhưng cái ngày xuất gia
thì Đức Phật lại cho Ubali xuất gia trước. Những vị kia đợi một tuần sau mới xuất gia, quý vị hiểu không? Quý vị nhận ra chỗ này không? Sao không cho xuất gia cùng một lúc? Hoặc là cái vị kia sinh trước mà. Sao không cho đi trước mà lại cho cái người này đi đi trước? À, cái chỗ này, nếu mà cái chỗ này mà cái người mà không có một cái tâm trong sáng, không có một cái tâm chân thành cầu đạo, giác ngộ giải thoát á, thì sẽ gì? Sẽ nhìn Phật sẽ nói làm sao? Hả? Sẽ nói làm sao? Ủa Phật kỳ kỳ vậy? Cái nhóm kia sinh trước không cho, tự nhiên cái người này mới sinh lại lại cho, phải không? Vậy là gì? Cũng thuộc loại gì? Phật gì không không gì không công bằng, thấy không? Người mà có cái tâm đó thì không phải là đệ tử của Phật rồi, mà cũng chẳng biết Phật là ai, và cũng chẳng biết mình là ai, phải không? Đó, nhưng mà đâu có phải là chúng sanh trong thời Phật không có những cái loại đó, có chứ, thấy không? Hoặc là những cái người mà sắp sửa đi xuất gia, tự nhiên nghe tin là gì, cái người này được xuất gia trước mình, mà trong khi họ là giai cấp Thủ Đà La, còn mình là giai cấp Sát Đế Lợi, giai cấp vua chúa, tự nhiên ngày sau cho cái người Thủ Đà La này đi trước, mà lại cho cái nhóm Sát Đế Lợi này đi đi sau, thấy không? Quý vị thấy là nếu mà chúng sanh phàm phu thì sẽ gì? Sẽ nó nổi loạn lên trong tâm nó, và nó phân biệt, nó phán xét, rồi nó chỉ trích Phật, rồi chắc cái nhóm mà Sát Đế Lợi á, chắc là sẽ nhìn cái Ubali là rất là gì ha, rất là giận, phải không? Mà Ubali mà gặp mấy cái người đó mà thấy mình đi trước á, Ubali cũng rất là gì, sợ, thấy không? Cả một cái nỗi khổ đau ở trong cái kiếp người á, Phật nhìn thấy. Quý vị, đó là gọi là Phật. Phật là đại trí tuệ, có cái trí tuệ để thấu được cái tâm của chúng sanh nó đang vướng như thế nào, nó đang kẹt như thế nào, và nó đang khổ như thế nào. Và Ngài có cái tình thương để Ngài biết rằng là phải làm như thế nào để độ cái gì? Độ cái nhóm này. Và phải có cái diệu dụng, phải có cái phương tiện diệu dụng để ứng ra đúng lúc, đúng đúng thời để mà độ chúng sanh. Với Phật lúc đó nhìn thấy Ubali, thứ nhất là cái tâm thể của Ngài đó, tâm thể Ubali lúc đó thật sự là thanh tịnh. Và cái niềm tin vào rất là rõ ràng, rất là tỏ tường. Nhưng mà trong Ubali bị một cái là bị cái mặc cảm là mình là dòng dõi Thủ Đà La, nó cũng đè Ubali rất là nặng. Còn những vị vương tôn công tử mặc dù cảm Phật, xin Phật đi xuất gia, nhưng mà cái thuần trong cái sự tu học á, nó chưa có thuần. Cái sự chân thành nó chưa có chân thành. Cho nên Phật phải cho những vị đó gọi là một thời gian ngắn để thuần thuần cái tâm. Tại vì đời sống ở trong cung á quá sung sướng, quá đầy đủ và quá quyền uy trong đó rồi. Cho nên trước khi nhận đệ tử xuất gia là phải gì? Phải qua một cái thử thách để cho cái tâm của người đó nó mềm ra, nó nhã ra, và thử thách cái đời sống, coi thử họ có sống được không. Thì quý vị nhìn thấy khi mà cái ngày mà
Ubali xuất gia. Thì một tuần sau đó, tuần sau mới những vị kia xuất gia. Thì nếu như vậy thì Ubali sẽ thành gì? Tu trước thì sẽ thành gì? Sư huynh. Mấy người kia sẽ là sư đệ. Thấy màu nhiệm không? Thấy màu nhiệm của Đức Phật chưa? Thấy bên này là sư huynh, cái giai cấp Thủ Đà La bây giờ thành sư huynh, cái giai cấp Sát Đế Lợi bây giờ thành sư đệ. Thấy Đức Phật sao? Quý vị cảm nhận Living Buddha chưa? À, Living Buddha. Nhưng mà đâu có phải kêu Ubali làm sư huynh, cái Ubali làm sư huynh dễ dàng không? Thấy dễ không? Trong lòng sao? Trong lòng sao? Nó lùng bùng dữ lắm. Thì cái chỗ đó là chỗ tu, cái chỗ đó là phá mê khai khai ngộ, phải không? Cái chỗ đó là cái chỗ diệu dụng của Phật đó. Đâu phải là Ubali làm sư huynh là tự nhiên ta nghiễm nhiên ta làm sư huynh đâu. Nhiều khi còn đau khổ hơn làm sư đệ nữa. Thà cho con làm sư đệ đi, giờ cho con làm sư huynh. Con đi đâu con cũng gì, con cũng lúng túng hết trơn à. Tại vì cái giai cấp mà Thủ Đà La nó đã bám trong tâm con rồi. Cho nên bây giờ chư Phật mà cho con làm sư huynh á, là nó sách dữ lắm, nó sách trong tâm con lắm. Nhưng mà chính cái sách đó là cái chỗ mình phá mê khai khai ngộ. Quý vị thấy chỗ này chưa? Cho nên Đức Phật đã, thời Phật là Ngài đã phá mê khai ngộ rất là nhiều. Nhưng mà tại mình không biết thôi, tại mình không có nhận ra chỗ độ của Phật thôi. Sau này mình chỉ nghe những cái pháp của Phật, nhưng mà mình không có để ý cái lúc mà Living Buddha, Ngài đương cơ, Ngài độ sanh như thế nào. Mình ít bao giờ nghe được những cái câu chuyện như thế. Chứ nếu mình nghe được câu chuyện như thế đó, thì mình sẽ hiểu được cái chỗ độ sanh của bậc giác ngộ. Là Ngài đương cơ, Ngài phá mê khai ngộ. Rồi quý vị biết là những cái người mà Vương Tôn Công Tử mà ở trong dòng dõi Sát Đế Lợi đó, khi mà họ làm sư đệ thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ làm sao? Họ yên không? Họ đâu có yên đâu. Họ cũng gì? Họ cũng lùng bùng ở trong tâm của họ. Bởi vì họ không thể chấp nhận họ làm sư đệ. Thấy không? Và đồng thời họ cũng xin tu trước mà, đâu phải tu sau đâu. Thấy không? Mà nếu họ mà không có cái lòng chân thành á, là thầy nghĩ chắc lúc đó họ cũng lầm bầm Buddha. Có không? Lầm bầm không? Nếu mà cái người mà không chân thành là sẽ lầm bầm Buddha, lầm bầm Upali, và lầm bầm như vậy thì ai bị bầm? Ai bị bầm? Ai bị bầm? Buddha bị bầm không? Upali bị bầm không? Ai bị bầm? Chính cái người lầm bầm họ bị bầm. Phải không? Thành ra trong cái cuộc độ sanh của Đức Phật đối với Upali và Vương Tôn Công Tử thì cả hai bên đều bị sách kinh ở trong tâm hết. Đó là cái diệu dụng của Phật, đó là cái tình thương của Phật, và đó là cái trí tuệ của Phật. Quý vị thấy chỗ này chưa? Thấy cái chỗ mà đó là cái tình thương của Phật. Cái đó là tình thương đó. Mình không biết, mình nói ủa Phật gì không có tình thương gì hết vậy, không có trí tuệ gì hết, không thấy gì sao, sao mà đảo lộn tùm lum tùm la gì hết vậy? Thấy không? Là mình sẽ bắt đầu nghi ngờ, ủa Phật gì, Phật đang đang làm gì vậy, sao nó đảo lộn tùm lum vậy? Người thì dòng dõi này thì bỏ qua đây, người dòng dõi kia thì bỏ trên kia, sao tùm lum vậy? Phải không? Nhiều khi là sanh tâm nghi ngờ Phật. Nhưng mà nếu một người rõ được Phật là ai và tuệ giác của Phật độ mình như thế nào và tình thương của Phật như thế nào thì tự nhiên mình tiếp nhận một cách rất là trong sáng. Thì đó là cái quá trình Đức Phật độ sanh. Thì từng bước Ngài độ cho Ubali thấy lại cái chỗ dính mắc
của mình nó đã ăn sâu trong trong tâm của Upali. Cái sự dính mắc về giai cấp nó ăn sâu, cho nên nó phải cần có gì, phải cần có những cái cú khai phá như vậy thì cái gốc đó nó mới gì hả, nó mới gì quý vị, nó mới sách, hiểu không? Phải cho như vậy thì cái gốc đó nó mới gì, nó mới giật. Rồi cho như vậy thì cái gốc dính mắc ở trong tâm của những vị vương tôn công tử nó mới gì, nó mới sách, đúng không? Nó mới giật. Khi mà nó giật như vậy thì người đó mới biết khổ là gì, phải không? Nhớ tứ diệu đế không, Đức Phật độ tứ diệu đế không, khổ là gì, ai làm cho mình khổ, nguyên nhân của khổ, phải không? Lúc đó thấy khổ không? Mấy vương tôn công tử nói, trời ơi, hồi xưa tôi ở trong vương triều tôi có thấy khổ gì đâu, sao bây giờ đi tu khổ dữ vậy, phải không? Quá khổ đi. À, đó là cái chỗ Đức Phật muốn chỉ cho người ta thấy khổ là gì. Còn Ubali nói, thôi cho con đi hốt phân còn đỡ khổ hơn là cho con ở trong cái cảnh này, ở cái cảnh này con còn khổ hơn nữa. Thấy không, tu gì mà khổ dữ vậy. Quý vị theo kịp không? Bởi vì đi theo Phật nó mầu nhiệm lắm, theo Phật và theo bậc giác ngộ mầu nhiệm lắm, là đó gọi là gì, phá mê khai khai ngộ, chỉ cho mình thấy khổ là gì, mà cho mình thực chứng cái trạng thái khổ. Chứ bây giờ vương tôn công tử ở trong vương triều sướng quá rồi, khổ gì nữa, muốn gì là có nấy rồi, khổ gì, thỏa mãn hết trơn rồi, khổ gì nữa, phải không? Còn Ubali thì thôi cho đi hút phân, cho đi cắt tóc, cho đi làm cái việc của mình á, rồi an phận trong cái nghề đó rồi đừng có đụng tới ai là ok rồi. Còn bây giờ vô đây mỗi ngày cứ đối diện mô Phật sư huynh, trời ơi là mình thấy sao, thấy không, là tự nhiên là thấy gì, lúng túng rồi, nói Phật đưa cho con vô cái cảnh gì mà gì bế tắc quá, phải không? Rồi mỗi lần mình ngồi trước mà người bình thường là mình lạy, mình hầu hạ cái người kia, bây giờ tự nhiên dân vô ngồi trong pháp tòa pháp đàn mình ngồi trước không à, thì quý vị nghĩ sao, là cả một trận chiến ở trong trong nội tâm, phải không? Mà Đức Phật thường nói là thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Lúc này là phải gì, tự đối diện với cái sự dính mắc trong tâm. Ủa, ai làm mình khổ? Đâu phải Phật làm mình khổ đâu. Phật đưa mình vào cái hoàn cảnh, cái môi trường để cho mình thấy được cái sự thật trong nội tâm của mình. Mà một cái trận chiến diễn ra trong tâm của những vị xuất gia thời đó, làm gì không có trận chiến? Tại không viết lại cho quý vị thấy thôi, chứ làm gì trong tâm không có trận chiến. Và từng ngày Phật độ, đó gọi là Living Buddha, Đức Phật bắt đầu từng bước độ cho đệ tử thấy được cái chỗ khổ là gì. Lúc này biết khổ không? Ubali biết khổ không? Biết không? Lúc mà Phật độ như vậy Ubali biết khổ không? Biết chứ. Bắt đầu nè, Phật độ cho biết là nguyên nhân vì đâu mà khổ. Nguyên nhân là do dính mắc vào cái giai cấp. Thấy chưa? Rồi vương tôn công tử khổ không? Phật cho mình thấy khổ là gì? Con có muốn biết khổ là gì không? Đó, khổ là cái đó đó. Rồi tại sao khổ? Con vướng vào cái dòng dõi sắc đế lợi. Con cho con là ai? Để rồi con bây giờ con khổ. Thấy không? Thì bắt đầu Phật từng bước cho thực chứng khổ là gì, nguyên nhân của khổ. Sau khi mà Phật độ cho mọi người thấy được khổ là gì, nguyên nhân của khổ, thì tự nhiên Ubali cũng như những vương tôn công tử họ sẽ bắt đầu có cái lòng gì, muốn gì, muốn dứt dứt cái khổ. Tự nhiên trong lòng của mình muốn dứt khổ, muốn giác ngộ để giải thoát khổ khổ đau. Thì có phải là Phật từng bước độ cho chúng sanh thấy được khổ là gì, nguyên nhân
của khổ mà Ngài cho trải nghiệm luôn. Quý vị thấy không? Quý vị thấy Ngài cho trải nghiệm không? Nó giống như ở đây quý vị theo bậc thầy giác ngộ là bậc thầy giác ngộ cho gì? Trải nghiệm luôn. Phải không? Cho nên ở đây mình đôi khi mình cũng thấy trời ơi ngoài đời sướng muốn chết, sao vô đây tu khổ dữ vậy? Không phải khổ. Khổ là thật ra trong mình có cái khổ rồi, nhưng mình không có thấy. Thành ra Đức Phật cho mình thấy được cái khổ là như thế nào. Và ai làm cho mình khổ đâu, ai làm gì đâu. Đâu ai làm cho mình khổ đâu. Bởi vì cái sự dính mắc trong tâm của mình đó là mình khổ. Nhưng mà tại sao tất cả mọi người chịu ngồi đó cho Phật độ? Tại sao? Sao Vương Tôn Công Tử không bỏ đi về Vương Triều đi? Hoặc là U Ba Ly không bỏ để đi về Húc Phong đi, hoặc là cắt tóc đi, mà tại sao phải chịu ngồi đó? Quý vị biết vì sao không? Vì sao? Giống như quý vị nè, sao không bỏ đi? Sao không bỏ đi mà tiếp tục theo bậc giác ngộ? Con, các con chia sẻ cái chỗ này hay lắm. Dạ kính thưa bậc giác ngộ, theo câu chuyện này thì các vương tử cũng như là U Ba Ly á, có niềm tin tuyệt đối vào Đức Thế Tôn, bởi vì biết Ngài là bậc giác ngộ, dù có thể họ chống trái sợ hãi bên trong, nhưng mà cái niềm tin tuyệt đối, và thứ hai là trong lòng của họ cũng muốn được theo bậc giác ngộ tu học. Do vậy mà chính điều đấy mà họ chịu ở lại trong cái là thời gian đó. Vậy các con ở đi theo bậc giác ngộ cũng được thử thách rất nhiều mà. Này sư cô Phổ Nguyện nè, you follow awakened ones, it's a lot of challenge, why you still follow, why you don't run away? Yes, dear awakened one, because Kong had the amazing chance to meet awakened one and to observe your living day in, day out, many different situations nonstop, and I saw, even I didn't know exactly what is awake, but I saw you are so real. And you didn't learn something, you truly became one with that. And so my wholehearted trust came with that because I knew that you could help me. Sư cô đi tu cũng rất là thử thách rất là nhiều, mà không phải một mình sư cô này đâu, tất cả các sư cô đều được thử thách không khác gì những vị thời Phật. Thấy không? Là bởi vì trong của họ cảm nhận được, giống như khi mà Vương Tôn Công Tử hoặc là U Ba Ly, mặc dù trong lòng rất là bực mình, rất là khó chịu, rất là lầm bầm, nhưng mà vẫn cảm nhận được cái tuệ giác của Phật. Có cảm nhận được không? Cảm nhận được cái tình thương của Phật, cảm nhận được cái diệu dụng của Phật, cảm nhận được cái sự rộng rang thanh tịnh của Phật, và cảm nhận được cái đại nguyện của Phật, mặc dù trong đây nó rất là giật giật. Quý vị thấy không? Cái chỗ đó là cái chỗ màu nhiệm, và họ cũng có lòng muốn giải thoát cái sự dính mắc đó. Mặc dù cái sự dính mắc đó nó quá lớn, nó quá thật, thì nó hơi khó giai đoạn đầu. Nhưng mà họ biết rằng nếu mà họ theo Phật, thì từng bước Phật sẽ độ cho họ giải thoát cái cội nguồn mê chấp đó. Đúng không? Họ phải tin như vậy họ mới theo. Nếu họ không tin, họ không theo được. Tại vì không có ai dùng một cái quyền gì để bắt họ phải làm cái gì. Đúng không? Không có ai có quyền gì. Không có dùng quyền được. Phật không dùng cái quyền để bắt U Ba Ly phải ngồi đó. Phật cũng không có dùng cái quyền để bắt những cái Vương Tôn Công Tử phải ngồi chỗ kia. Tại vì nếu mà mình, quý vị cảm nhận, nếu mà ai mà ép mình á, mình sẽ làm sao? Mình có theo nhưng mà sao? Bung liền. Thấy không? Cái đó là phải thông. Có nghĩa là những gì giống như sư cô nói là bậc giác ngộ độ, quý sư cô phải thông, thiền sinh thông thì mới gì? Mới tiếp nhận, mới theo. Mặc dù cho dù thông, trong này nó vẫn gì?
lầm bầm, nó vẫn lùng bùng, bởi vì cái lầm bầm lùng bùng đó là cái cội nguồn mê chấp nó mới được lộ ra. Quý vị hiểu không? Phải cho nó lộ ra, mà chỉ có chư Phật và bậc thầy giác ngộ mới đủ năng lực đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho chúng sanh, và đủ năng lực giúp cho cái cội nguồn mê chấp nó hiện hiện lên. Rồi từ đó mới mới bắt đầu chỉ cho họ thấy, chỉ cho họ thấy khổ là gì, cho họ thực chứng luôn. Ngài độ khi mà Living Buddha hoặc là những bậc giác ngộ là độ là cho thực chứng luôn, cho trải nghiệm nơi cái tự thân của mình, chứ không phải nói lý thuyết. Quý vị hiểu không? Không có phải là nói lý thuyết mà cho thực chứng cái sự sống của mình luôn. Cho nên từng ngày Ubali bắt đầu thấy được cái sự dính mắc của mình. Và từng ngày những vương tôn công tử thấy được cái sự dính mắc của mình. Và từ đó thấy được, khổ là gì? Nguyên nhân của khổ là gì? Và giác ngộ là gì? Giải thoát là gì? Và khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài độ sanh là Ngài đương cơ điểm hóa, chứ không phải là giảng một cái bài pháp rồi ngồi nghe không đâu. Mà Ngài đương cơ Ngài phá mê khai ngộ, Ngài độ như vậy. Và từng bước tăng đoàn của Phật từng bước bật rõ cái chốn về giác ngộ. Và từng bước cái sự dính mắc trong tâm của họ từ từ nó rã. Và những vị đó đến với nhau á, từng bước cái giai cấp trong tâm họ tự động cái gì? Nó không còn. Và họ đến với nhau bằng cái thể tánh rỗng rang thanh tịnh. Và từng bước họ bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát dưới sự độ sanh của Đức Phật. Nhưng mà cái mầu nhiệm tới đó Phật cũng chưa đâu, Phật cũng chưa dừng. Quý vị thấy hay lắm. Thì lúc này cái chỗ Phật vẫn còn thấy cái chỗ sâu dày dính mắc của Ubali cũng như là những cái vương tôn công tử. Cho nên cái sau đó thì có một cái giai đoạn là có một vị vương tôn là tên là Bạc Đà. Mà Bạc Đà là ngày xưa Ubali là hầu cái vị này. Khi mà còn ở ngoài đời á, là hầu cận của cái vị Bạc Đề này. Mà cái mầu nhiệm là khi Bạc Đề đi xuất gia thì lúc đó Đức Phật mới làm gì? Đây là cái chỗ mầu nhiệm của Đức Phật nữa nè. Là Đức Phật cho Bạc Đề đảnh lễ Ngài Ubali. Thấy chỗ này chưa? Thấy chỗ mầu nhiệm chưa? Thấy dễ làm không? Bạc Đề trước đó là chủ của Ubali. Ubali là bầy tôi của Bạc Đề. Nhưng bây giờ Đức Phật cho Bạc Đề đảnh lễ Ubali. Nếu một cái người mà có cái trăn trở thành Phật giải thoát á, thì cái đảnh lễ đó không phải vấn đề, đúng không? Nhưng mà nếu một cái người chấp vào cái địa vị của mình thì đảnh lễ được không? Quý vị nghĩ đảnh lễ được không? Không đảnh lễ được. Và Ubali có thể ngồi đó cho một người đó đảnh lễ mình được không? Nếu Ubali chưa đắc đạo. Nếu đắc đạo rồi thì sao? Thánh thang. Đã đắc đạo là đã vô nhiễm rồi, không còn kẹt vào cái gì rồi. Nhưng mà lúc đó Ubali cũng đang tu mà. Thì ngồi đó cho Bạc Đề đảnh lễ thì sao? Quý vị thấy mầu nhiệm không? Cho nên cái tuệ giác của Phật là sao? Mầu nhiệm không? Chứ nhiều khi mình không biết nói sao Phật troublemaker quá vậy? Create a lot of problem. Thấy không? Phật sao mà cứ chịu cho nó yên đi mà cứ làm chi cho nó tùm lum ra hết trơn vậy? Bày đủ trò ra hết vậy? Thấy không? Cái người mê là sẽ gì? Sẽ trách Phật. Thì thôi cho tu đi. Nó làm gì cũng phải kêu con đi đảnh lễ cái. Ubali làm chi vậy? Rồi Ubali cũng gọi là
cũng sót chứ, phải không? Nếu mình chưa đắc đạo cũng sót chứ. Tự nhiên ngồi như, trời ơi, đó gì? Mình hầu hạ. Bây giờ tự nhiên mình ngồi cho người đó đánh lễ mình. Thấy không? Vậy mà cuối cùng Bạt Đà vì có cái lòng thành Phật giải thoát vẫn đảnh lễ Ubali. Và Ubali vì có cái lòng thành Phật giải thoát vẫn ngồi đó để Bạt Đà đảnh lễ. Thì quý vị nhìn thấy cái sức sống giác ngộ, cái đại nguyện, cái diệu dụng, cái trí tuệ của Phật sao? Xưa nay mình đâu có biết cái chuyện này, phải không? Mình đâu có biết cái chuyện này xảy ra. Mình đọc lịch sử của Phật, mình chỉ nghe những cái lời khai mở giáo pháp của Phật nói mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế này. Chứ mình đâu có thấy được cái chỗ đương cơ độ sanh của Phật đâu. Gọi là Living Buddha. Thì Ngài cũng từng cho những cái người giai cấp cao đảnh lễ cái giai cấp cấp thấp. Thấy không? Chứ đâu có phải là bác kính pháp không đâu. Đâu có phải là cho bên ni mà phải kính bên tăng đâu. Mà cho luôn cả bên tăng phải những người của giai cấp sát đế lợi phải đảnh lễ cái giai cấp Thủ Đà La. Tại sau này quý vị không có đem cái luật đó ra để mà hành thôi. Mà chỉ đem cái luật bát kính pháp ra hành thôi. Chứ thực sự thời của Phật đó là Phật phương tiện rất là nhiều. Thấy không? Và Phật độ chúng sanh. Nhưng cái quan trọng là những cái gì Đức Phật độ là nhằm phá mê khai ngộ. Chứ Ngài không nhằm cho chúng sanh kẹt vào trong đó. Quý vị hiểu không? Ngài nhằm phá mê khai ngộ bởi vì chúng sanh mê như thế nào, chúng sanh chấp như thế nào, chúng sanh khổ như thế nào. Thì Đức Phật là đại trí tuệ sẽ nhìn thấy được chúng sanh kẹt như thế nào, chúng sanh mê như thế nào, chúng sanh chấp như thế nào. Cho nên Ngài rất là diệu dụng. Ngài có thể dùng bất cứ phương tiện nào để mà nhằm phá mê khai ngộ. Và cuối cùng, cái quan trọng cuối cùng là mọi người có tỉnh ngộ hay không? Mọi người có giác ngộ hay không? Mọi người có giải thoát cái sự dính mắc hay không? Thì rõ ràng là trong thời Phật những vị đó cuối cùng là đắc đạo hết à. Cho dù Ngài dùng biết bao nhiêu phương tiện, quý vị thấy không? Ngài dùng rất là nhiều phương tiện để độ sanh. Nhưng cái đó là chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Bởi vì chúng sanh kẹt ở đâu thì Ngài phải khai mở đến đó. Quan trọng của Ngài là làm sao cuối cùng là gì? Đánh thức cái tiềm năng thành Phật nơi mỗi chúng sanh để giải thoát cái sự dính mắc trong tâm. Quý vị theo kịp chỗ này không? Và cuối cùng rõ ràng là cuối cùng Bạt Đề cũng đắc đạo, Ubali cũng đắc đạo, và những vị vương tôn công tử đều đắc đạo, và những tỳ kheo và tỳ kheo ni thời Phật đều đắc đạo hết. Thì như vậy mới gọi là Đức Phật, như vậy mới gọi là bậc giác ngộ. Có nghĩa là dùng bất cứ phương tiện gì nhằm phá mê khai ngộ. Khi mình thấu hiểu như vậy rồi thì tự nhiên khi mình theo Phật và mình theo bậc giác ngộ, mình sẽ làm sao? Mình sẽ làm sao? Mình sẽ làm sao? Phổ Huệ. Khi mình thấu hiểu vậy rồi thì mình theo Phật hoặc mình theo bậc giác ngộ mình sẽ làm sao? Ô Phật, dạ thưa Thầy giác ngộ. Khi mà được Đức Phật mà giúp cho để mình khai ngộ đó thì mình là sẽ được là giải thoát những cái gì mà nó làm cho mình gút mắt và khổ đau. Thấy không? Thấy rõ chỗ này không? Mà khi mình biết Phật là ai,
khi mình biết Phật độ sanh là độ như thế nào thì tự nhiên sao? Tâm thể mình sao? Mình rộng rang lắm và mình mở tâm lắm. Tại vì nếu mình không biết Phật là ai, mình không biết Phật độ mình là độ cái gì, tại sao mình theo Phật, thì mình sẽ bị rất là gì? Vướng mắc lắm. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Làm gì vậy? Bày đủ trò vậy? Thấy không? Thật ra thời Phật, Phật cũng bày đủ trò. Bởi vì chúng sanh đủ bệnh cho nên Phật mới bày đủ gì? Đủ trò chứ chơi có một trò sao mà gì? Hả? Đi có một trò tỉnh không? Tỉnh không? Không lẽ kêu thôi vô tu đi con, xuất gia xong vô tu đi con, ngồi thiền đi con, đủ không? Đủ không? Trời, một khối mê trong này mà ngồi thiền không phá nổi không? Rồi một cái sự dính mắc đầy ở trong tâm, một cái sự phân biệt, một cái sự phán xét, một cái sự dính mắc nó đầy ở trong tâm mình, thì vô trong đó chỉ là gì? Là khổ đau dính mắc thôi. Mà cái mục tiêu của Đức Phật khi mà Ngài đắc đạo, mà Ngài độ sanh là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thấy không? Và từng bước Ngài độ là gì? Cái con đường độ sanh của Ngài nó không phải là lý thuyết về tứ diệu đế, mà Ngài cho người ta trải nghiệm về khổ. Ngài cho chúng sanh trải nghiệm về nguyên nhân của khổ. Và Ngài cho chúng sanh trải nghiệm về trạng thái giác ngộ là dứt khổ. Và Ngài cho chúng sanh trải nghiệm con đường giác ngộ giải thoát khổ, khổ đau. Có nghĩa là Ngài đủ năng lực để cho chúng sanh trải nghiệm. Cho nên Ngài đủ năng lực để bày rất là nhiều phương tiện. Quý vị theo kịp chỗ này không? Ngài đủ năng lực. Có nghĩa là Ngài thấy được căn cơ của chúng sanh này. Chúng sanh đang kẹt cái gì? Chúng sanh này đang kẹt cái gì? Chúng sanh này đang kẹt cái gì? Chúng sanh này ở đâu? Ngài cho vô, Ngài cho chơi. Quý vị thấy không? Rồi Ngài bày rất là nhiều phương tiện để Ngài điểm hóa. À, để chúng sanh gì? À, bắt đầu là gì? Lùng bùng. Trong lịch sử kể lại không có kể hết mấy cái đó. Quý vị hiểu không? Không kể hết mấy cái đó. Thì hôm nay Thầy sẽ mở ra cái đó cho quý vị. Để quý vị biết Phật là ai. Và Phật độ sanh là độ như thế nào. Và chúng sanh theo Phật là theo như thế nào. Tại vì khi mình rõ như vậy thì khi mà mình được bậc giác ngộ, khai mở tuệ giác hoặc là đương cơ điểm hóa, mình sẽ làm sao? Mình tiếp nhận. Đúng không? Mình sẽ tiếp nhận dễ dàng lắm. Còn nếu mình không rõ là mình sẽ bị lùng bùng. Không, mình bước vô đấy, ủa? Gì kỳ vậy? Trong này không chịu để Phật, để gì đấy, bày gì đấy. Thấy không? Là tự nhiên mình cũng bắt đầu mình lùng bùng rồi. Thầy bấy gì đấy? Thấy không? Rồi hoặc là nói chứ, ô, thầy nữ mà sao không nói là nữ đi, nói thầy chi vậy? Thấy không? Sao không nói sư, không sư ni, mà nói thầy. Rồi thuyết pháp, thuyết cái gì đây? Sao bày đủ trò ấy vậy? Sao đủ kiểu ấy vậy? Thấy không? Nếu mà mình không có biết bậc giác ngộ là ai, bậc giác ngộ độ sanh là độ như thế nào, thì mình tới đây mình sẽ thấy làm sao? Hả? Mình sẽ thấy làm sao? Mình sẽ thấy nó lùng bùng, nó lúng túng, nó bức bách. Nhưng mà đó là cái chỗ bậc giác ngộ độ đó. Đúng không? Ngay nơi lùng bùng. Ủa? Đâu có phải là quý thầy làm cho mình lùng bùng đâu. Mà tại vì cái gì? Tại vì cái gì mà mình lùng bùng? Tại vì mình dính mắc. Mình chấp. Mình chấp là phải chùa phải như vậy nè. Tượng phải như vậy nè. Tu là phải như vậy nè. Phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Thấy không? Mình chấp cho nên mình mới khổ. Thì đến đây là gì? Bậc giác ngộ gì? Phá mê khai. Khai ngộ, phá cái sự dính mắc đó. Cái đó không phải là mình, cái đó là cái sự dính mắc. Mình là cái thể tâm trong sáng. Mình là cái tiềm năng thành Phật. Để giải thoát cái sự dính mắc. Quý vị thấy chỗ này không? Thì mình tới đây mình sẽ được bậc giác ngộ
khai mở tuệ giác cho mình và cho mình thấy rõ những cái sự dính mắc trong tâm của mình. Và cái dính mắc đó không phải là mình tới đây mình mới có, mà mình dính ở trong nhà của mình, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái. Quý vị thấy không? Quý vị thấy ở nhà mình có không? Có không? Ở trong nhà mình cũng có chứ. Vợ dính kiểu này, chồng dính kiểu này, con dính kiểu này. Quý vị thấy chỗ này không? Chồng thì nghĩ rằng như thế này là tốt, vợ thì nghĩ như thế này là tốt, con thì nghĩ như thế này là tốt. Thì quý vị nghĩ ba người ở với nhau thì sao? Hả? Vậy ai tốt? Ai đúng? Thấy không? Đó là cái chỗ mình phải cần phải giải thoát đó. Phải không? Thí dụ người chồng thì nghĩ rằng là bây giờ đừng nói gì cha mẹ, con đứa con đi. Rồi cha thì nghĩ con phải nên như thế này mới mới tốt. Thấy không? Nhưng mà mẹ thì không nghĩ giống như cha. Mẹ thì nghĩ khác, mẹ nghĩ con thì nên thế này thì mới mới tốt. Rồi đứa con đó thì nếu mà nó thương cha mẹ thì nó không biết theo theo cha hay theo theo mẹ, đúng không? Mà nếu mà nó không theo cha theo mẹ luôn mà nó có cái ý riêng của nó nói con kiểu này mới là tốt thì thấy thì sao? Hoặc là có những đứa con nó cha đưa ra cái ý mà nó hợp hơn, nó theo, mà mẹ nó không hợp, nó không theo. Cái người mẹ nói con thương cha con hơn thương thương mẹ. Cái tối ngày sao? Hả? Tối ngày sao? Quá khổ. Thì cái chỗ này là khổ là tốt, khổ mới tu chứ, khổ tu làm gì? Đúng không? Từ cái khổ đó mình mới biết là nguyên nhân của khổ là do dính mắc. Vì dính mắc mà khổ, khổ đau. Thì mình về đây mình tu là để bật giác ngộ, đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho mình, để giải thoát cái sự dính mắc. Mà khi cái dính mắc được giải thoát, cái tiềm năng thành Phật được đánh thức, thì tự nhiên mình nhìn nhau mình sẽ gì? Giữa cha, mẹ, con cái, vợ chồng nó sao? Nó thông thoáng, nó thanh thản, nó thanh tịnh. Và mình không có kẹt vào cái gì hết để mà mình bắt người này theo ý mình bắt người kia theo ý mình. Mà tự nhiên mình nhìn mọi thứ mình biết, à lúc đó tại sao sẽ làm như thế, tại sao sẽ làm như thế. Mình không có còn kẹt vào nữa. Mình lắng nghe con mình thấu hiểu được nó. Và mình có thể góp ý cho nó. Hoặc là những đứa con nó nghe cha hay nghe mẹ, mình thấu hiểu cha mẹ, mình có thể chia sẻ lại. Quý vị thấy không? Đó là trên con đường thành Phật giải thoát. Mình không thể nào một ngày mình có thể thành Phật được liền, một ngày mình có thể giải thoát được liền. Mình phải về để mình tu học, để từng bước bậc giác ngộ sẽ soi sáng tâm mình, cho mình thấy mình dính như thế nào, mình khổ như thế nào, mình chấp như thế nào. Và cho mình thấy được cái con đường thành Phật giải thoát là như thế, thế nào. Từng bước mình đi như vậy thì tự nhiên giữa cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, đồng nghiệp, tự nhiên nó trở nên rộng ràng, nó trở nên thanh tịnh. Và nó có một cái tình thương rất là, nó có một sự thấu hiểu. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái tình thương là một cái tình thương thấu hiểu, chứ không phải là một tình thương áp đặt. Quý vị hiểu chữ hai cái không? Một cái tình thương áp đặt và một cái tình thương thấu hiểu. Thì như vậy, hôm nay quý vị rõ chỗ này chưa? Khi mà mình gặp được Living Buddha, hoặc là mình gặp được bậc giác ngộ, là mình được có một cái cơ hội đương cơ chỉ thẳng, giúp cho mình phá mê khai khai ngộ. Dĩ nhiên quý vị gặp được bậc giác ngộ khi mà còn sống như vậy, độ mình nó phải rõ ràng hơn. Mình được hỏi, mình được khai mở, mình được đánh thức, mình được từng bước đưa cho mình tới cái chỗ thành Phật giải thoát, đúng không? Chứ bây giờ bậc giác ngộ đi rồi thì mình cũng nghe lại mấy cái bài pháp này đó, nhưng mà có bằng không? Vì sao không? Vì sao không bằng? Quý vị hiểu chỗ này không? Cái chỗ đương cơ điểm hóa này,
chỉ cho mình thẳng nè, mở cho mình thẳng nè, và mình có câu hỏi gì mình đặt thẳng nè, khai phá thẳng nè, phá mê khai ngộ, đánh thức thẳng, chỉ đường dẫn lối mình đi, mình kẹt chỗ nào chỉ thẳng, đánh thức rõ ràng, phải không? Quý vị nhìn thấy ha, với là lúc sau này mà các ngộ đi rồi, không còn trên cái thế gian này nữa, lúc đó mình nghe lại những cái bài khai mở, mình xem sao, giống không? Không giống chỗ nào. Không giống chỗ nào. Mời con. Kính thưa bậc thầy giác ngộ, thì khi mà bậc giác ngộ đi rồi á, thì con không có được thưa thỉnh trực tiếp những cái chỗ mà cái dính mắc nó cover tâm con sao, và con không được trực tiếp cảm nhận bậc thầy giác ngộ là cái chốn về rỗng rang thanh tịnh để giải thoát cái đó, và chỉ cho con có cái chốn về để con giải thoát cái phần của con. Mà khi con nghe lại á, nó chỉ là một cái video, nó không có đúng như cái bệnh đó, thì cho giống như người uống bị bệnh mà uống thuốc không đúng cái bệnh của mình thì sẽ không có hết bệnh được. Wow, rồi rất là rõ ràng, quý vị có cảm nhận không? Nó giống như khi mà quý vị, những cái vị mà tu học dưới thời Phật còn tại thế, hoặc là mình gặp được những vị đắc đạo á, nó giống như là mình gặp bác sĩ vậy đó. Thì sao? Trực tiếp chẩn bệnh cho mình, mình trực tiếp trình cái bệnh của mình, mình trực tiếp được khai sáng, phải không? Còn nếu mà mình không còn bác sĩ nữa thì có thuốc đó, nhưng mà mình uống được không? Bây giờ quý vị thấy không, bây giờ thuốc ở ngoài pharmacy quá nhiều nè, quý vị có bệnh quý vị có dám ra đó lấy uống không, dám ra mua không? Mua không? Hay là phải gặp bác sĩ? Mua thì mua mấy cái thuốc basic thôi, đúng không? Những cái Tylenol nhức đầu sổ mũi căn bản thôi, đúng không? Còn những cái gọi là những cái bệnh, những cái dính mắc, những cái khổ đau, những cái phá mê khai ngộ, mình phải cần gì? Mình phải cần Living Buddha, hoặc là gặp những bậc giác ngộ trực tiếp khai mở tuệ giác cho mình, mình trực tiếp thưa thỉnh. Còn sau này mình nghe cũng được, mình nghe cũng được. Mình có những người nghe với điều kiện là đại căn. Đại căn thì mình nghe lại, mình sẽ gì? Mình sẽ bừng ngộ. Nó giống như thí dụ như Ngài Huệ Năng đi, chỉ cần nghe một câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là có thể bừng ngộ ra được rồi. Nhưng mà cho dù bừng ngộ đi cũng phải gặp được Ngài Hoằng Nhẫn nữa, là phải có Living Teacher. Những cái vị đắc đạo họ mới biết được căn cơ của đệ tử, họ mới phá mê khai ngộ. Quý vị thấy không? Còn nếu không á, rất là khó. Mình không biết, mình biết đó nhưng mình không có dùng được. Quý vị hiểu không? Mình biết bệnh đó nhưng mình dùng không được. Cũng như bây giờ quý vị thấy quý vị có bệnh này phải không? Nhưng mà ra ngoài kia mua thuốc á, mình sao? Biết thuốc nào mua không? Đó, trong thuốc tây quá trời ngoài đó, mình ra mình lấy trúng không? Lấy được không? Không được. Tại vì mỗi người á ho, nhưng mà mỗi cái ho nó cũng gì? Nỗi cái ho thôi á, cái ho, chứ đừng có nói gì bệnh gì nặng nha. Nỗi cái ho thôi mà cũng gì? Mỗi cái ho nó khác nhau à. Phải không? Sổ mũi thôi cũng có gì? Cũng khác nhau nữa. Mà mình thí dụ như mình uống, bác sĩ cho mình thuốc mình uống không lành, mình cũng phải đi trở ngược lại để mình gì? Mình kiểm sao thuốc này uống không bớt, họ phải kiểm lại cho mình nữa. Quý vị hiểu không? Thì nếu mình gặp được những cái bậc thầy mà đắc đạo, họ sẽ từng bước, họ sẽ khai mở cho mình, hướng dẫn mình và đánh thức cho đến khi cái tiềm năng thành Phật mình nó được đánh thức, và cái nguồn mê chấp của mình nó được phá tung rơi rụng. Quý vị rõ chỗ này chưa? Cho nên á, là trong khi mình còn có những bậc thầy giác ngộ đang hiện hữu ở đây, mình phải thưa thỉnh mà tu tập, mình phải được hỏi, mình phải được soi sáng. Có nhiều người cứ nói rằng là thôi mình bậc giác ngộ đừng có nói, để sau này từ giả thế gian này rồi chúng sanh biết cũng không có muộn, biết để làm gì, tới đó biết để làm gì nữa hả?
Quý vị nghĩ bậc giác ngộ đừng có nói được từ giả thế gian này để chúng sanh biết cũng không muộn, vậy biết để làm gì? Quý vị hiểu thầy nói không? Tới ngày đó biết để làm gì nữa? Chú lấy rồi. Ủa mình cần biết khi mà vị đó đang có hiện hữu trên thế gian này để vị đó độ mình chứ. Chứ ai độ cho mình, ai chỉ đường cho mình, ai soi sáng cho mình, ai mở tâm cho mình, đúng không? Có nhiều người nói bậc giác ngộ là đừng có nói. Rồi không nói rồi người ta cũng chẳng biết rồi, cũng chẳng độ luôn. Rồi đợi đi rồi rồi người ta mới gì? Ô đó là bậc giác ngộ để làm gì? Rồi bắt đầu vô nghe pháp, rồi bắt đầu đem pháp ra, rồi nghe quá trời để làm gì? Rồi cuối cùng thành gì? Hiểu không? Quý vị hôm nay có rõ không? Ừ. Tất cả có rõ không? Chú rõ không? Chú rõ thầy nói không? Rõ phải không? Hôm nay chú nhận được cái gì đâu nói thầy nghe. Các con truyền cái microphone cho chú. Con cũng không biết nói gì à. Có thể không đạt được. Nhưng mà cái sự cảm nhận đó nó tròn đầy không? Nhưng mà cái mà bật tung cho chú nhất hôm nay là cái gì? Đó, hỏi thẳng nghe để cho mình nói cho dễ. Cái gì mà làm cho mình giống như nó một cái revolution đó, một cái gì mà nó giống như là trước đó mình không bao giờ nghĩ là nó là như vậy, mà hôm nay nó giống như là một cái gì rất là bừng sáng cái tâm của mình vậy đó. Là cái gì? Nhận được nhưng mà nói không ra lời phải không? Ừ, rồi vậy thầy mời cô hôm nay nhận được cái gì? Kính thưa bậc giác ngộ, hôm nay nghe bậc giác ngộ giải thích về làm sao mà thức tỉnh thì thấy được là đôi khi trong cuộc sống có những cái tình huống mà mình trải qua cái đau khổ, thì lúc đó Phật sẽ đến để mà giải tỏa cho mình, làm cho mình thức tỉnh. Chẳng hạn như cái câu chuyện mà cô vừa mới nói, thì rõ ràng nhiều lúc nếu mà không có trải qua cái sự đau khổ thì cái người mà ở cái đẳng cấp thấp cũng sẽ không có hiểu được, mà cái người các vương công tử cũng không có thể hiểu được, và từ đó thì người ta chưa có giác ngộ chính qua cái trong cái sự mà lùng bùng, cái sự mà đau khổ, phân cái mà phân biệt đẳng cấp đó đó, thì bây giờ người ta mới ngộ thấy được. Và cũng như là qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng con đã giác ngộ, hiểu được, đứng giác ngộ là thầy đã khai mở cái trí tuệ cho chúng con. Và chúng con thực sự cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều. Wow, rất là rõ ha, rất là rõ. Ừ. Cái đó là cái mục tiêu tối thượng khi mình đi theo Phật, đi theo bậc giác ngộ. Và cái đó là cái chỗ cuối cùng mình phải về để giải thoát cái khổ đau. Cái khổ đau của con người không phải là mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu xe, thiếu địa vị, thiếu danh vọng. Thật ra mình có hết, hoặc là thiếu tình, có hết. Quý vị thấy không? Nhất là ở đây, ở Mỹ mình đâu thiếu gì phải không? Hầu như là không thiếu gì hết. Nhưng mà thiếu một cái, sao mà tự nhiên vợ chồng con cái thương nhau mà sao nó rất là gì? Rất là gì? Bế tắc. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà cái mầu nhiệm của mình về đây là bậc giác ngộ sẽ đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho mình, và tất cả cái bế tắc đó nó sẽ gì? Cái sự dính mắc nó sẽ gì? Nó vỡ tung, nó tan biến, và tất cả mọi người đến với nhau bằng một cái tình thương mà nó rộng rang, nó thanh tịnh,
nó không có một cái sự kẹt nào ở đâu hết, thì đó là cái rốt ráo mình về. Quý vị hiểu không? Thành ra hôm nay nhận rất là rõ ràng, đó là cái chỗ đó, cái chỗ là phá mê khai khai ngộ. Chúng sanh khổ là vì chúng sanh mê chấp. Mà nội trong cái cuộc sống hàng ngày, thầy mượn cái chuyện thời xưa để mình nói về chuyện thời nay. Chứ thật ra trong cuộc sống hàng ngày giữa vợ với chồng là thấy gì? Là đã cũng có những cái sự dính mắc trong tâm rồi. Đúng không? Nội mà nam và nữ nó cũng có một cái sự dính mắc khác nhau nữa. Rồi cái quan điểm của người chồng với là quan điểm của người vợ nó cũng đã khác nhau rồi. Rồi quan điểm của người con mà người con lại sanh ra ở ở Mỹ nó lại khác cái quan điểm của người cha hoặc là người mẹ sanh ra và lớn lên ở Việt Nam. Quý vị thấy không? Ở trong nó cả một cái sự bế tắc. Thì chỉ có ánh sáng giác ngộ mới gì? Mới khai phá được cái sự bế tắc đó thôi. Chứ còn nếu không là không có làm cái gì được hết. Không có làm gì được hết. Đó là tại sao con người ta đau khổ. Có nhiều người nói sao mình thương nhau lắm mà. Vợ cũng thương chồng, chồng cũng thương vợ. Cha mẹ cũng thương con cũng thương cha mẹ. Nhưng mà sao? Khổ quá. Khổ quá. Không thoát ra được. Và có những cái đứa con nó bị trầm cảm. Có không? Có những đứa con nó bị trầm cảm. Nhưng mà cha mẹ nhìn con trầm cảm, cha mẹ cũng không biết làm gì luôn. Mà con cái thương cha mẹ cũng muốn nghe lời cha mẹ mà nghe lời không nổi. Thấy không? Thấy cha mẹ nói cũng có lý, cũng hay mà làm được. Phải không? Rồi cha mẹ nghĩ thôi con nó lớn lên ở Mỹ thôi mình cũng thông cảm cho nó cứ sống như Mỹ đi. Nói thì nói vậy chứ làm cũng gì? Cũng được không? Không được. Là bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có giác ngộ. Mình chưa có giải thoát cái sự dính mắc đó. Cho nên đó là cả một sự bế tắc trong tâm. Thì quý vị về đây là gì? Từng bước được bậc giác ngộ khai sáng, đánh thức cái tiềm năng thành Phật, cho mình thấy được cái khổ là gì, nguyên nhân của khổ là gì, và từng bước khai phá cho cái tâm thể mình nó bừng sáng. Nhưng mà phải cần thời gian, đúng không? Cần thời gian. Thì khi mà khai phá bừng sáng rồi thì tự nhiên giữa vợ với chồng nó thanh thản, giữa cha mẹ và con cái nó thanh thản, giữa những người đồng nghiệp nó thanh thản, và những người tu với nhau nó cũng thanh thản. Thì đó là cái cuối cùng là giác ngộ, giải thoát cội nguồn mê chấp khổ đau. Thì đó là cái mục đích chính hôm nay bậc thầy giác ngộ muốn trao truyền cho quý vị, để thấu hiểu Phật là ai và Phật độ sanh là độ như thế nào, và chúng sanh giác ngộ là giác ngộ ra sao, và giải thoát là giải thoát cái gì, để thời nay khi mình về mình gặp bậc giác ngộ, mình sẽ hiểu bậc giác ngộ là ai, độ sanh là độ như thế nào. Và khi mình đến đây với bậc thầy giác ngộ, mình đến để mình được bậc giác ngộ khai sáng là khai sáng làm sao, phá mê là sao, khai ngộ là sao. Và bậc giác ngộ sẽ dùng rất là nhiều phương tiện, nhớ nha, bởi vì chúng sanh trăm ngàn bệnh thì bậc giác ngộ sẽ dùng trăm ngàn phương tiện. Thì đó là chỉ là phương tiện thôi, nó như là thuốc, phương tiện như là thuốc để trị bệnh. Nhưng bậc giác ngộ như là một bác sĩ nhìn thấy bệnh của chúng sanh, phương tiện là thuốc. Mỗi người uống một thuốc khác nhau, bởi vì mỗi người bệnh khác nhau, cho nên chẩn bệnh tới đâu thì cho thuốc tới đó. Việc của mình là uống xem nó có lành hay không. Nếu lành thì đi tiếp, mà không lành thì không tính, đúng không? Còn trên đường uống như vậy rồi, trên đường tu tập mình phải thưa thỉnh, mình lành rồi nhưng mà mình mới qua một cái điểm này, mình bước đi những cái bước khác, thì đó là những cái bước mà mình sẽ bước cho đến khi mình giác ngộ và giải thoát. Ok, any question? Are you clear today? You have any question, Tĩnh Nguyên?
What part did you realize today? I came here a year ago because I had been meditating for 47 years and I was still suffering. And I was looking for the next step in my path. And I have come to experience and realize that you see the exact key that I need to unlock the door, to release that root of suffering and to become more free. And when you asked why did Obalim stay with Buddha, for me, it's because I've been able to see what's false and I've been able to see what's real, and what's real is far more important to me now than what is false. It's not who I am. And so wake up is real for me. Am I a follower? I'm not a follower. I'm not a blind follower. I'm a student that wants to learn. I'm a student that wants to put into action what you're giving me, what you're providing me to the best of my own ability. And I'm actually training for a half marathon. But I'm able to separate from my mind in the process of movement and to practice being in that space of awake without thinking, without feeling, in that motion. It's a natural space for me to go into. And I'm able to, the separation that you have created for me to see my false self versus in the question of who I truly am, which is a restless question, liberate what is my next restless question. I'm able to gain that space and that practice of not reacting, of being in a calm, undisturbed space, even if it's for moments of time, right? So I'm very, very grateful. You know how grateful I am. And I love the story today because the shakeup of what Buddhas do for us to see how we're thinking is the brilliance of the path. You're not forcing us to do anything. You're creating an opportunity for us to see where we're stuck, how we're stuck. And then when we finally come to the realization, you help us pull the root from a past that we can't even access because we don't even know the origin of where it is. But we have had lifetime after lifetime of recreating that and wrapping all these beliefs and thoughts and experiences. And I've been recently examining knowledge, you know, the creation of knowledge and the attachment of knowledge. And I've become an industry expert in my field now. But now I'm looking, gosh, Suzanne, or Tinween, you become attached to your knowledge. You can't. So now my question is, what am I attached to? And even that knowledge isn't even true. I mean, I'm kind of questioning, is that really true? Is that really true? Is that the truth? And to be liberated from all of that in defining myself by that, right? I don't want to define myself by these things anymore. 20 years ago when my divorce came in, I liberated being a wife. I had to recreate being a mother, a daughter, a sister, a friend. I let go of everything, my family, everything. I let it go. And the identity of which I attach to, I'm still trying to liberate that. I really think the awake path is releasing the identity of what I've created to be who I truly, really am. Mm. Wow. You know, the reason it's easy for you to follow awakened ones because for a long time, you know you're stuck. You know you suffer. You're searching for help. You apply meditation for many years. You met many teachers. But at the end, you still know that the problem is still there. The struggle is still there, right? That leads you to searching for the one. And therefore, when you came here, you met awakened ones.
I open for you. I tell you to see the truth within yourself. And you look back at your life, you see that even many years pass by, the problem still remain, never end, right? But until you awaken one open for you, like the sunrise, shine directly to the problem, and then right there is a fall apart, right? This means you're testing for yourself, you experience for yourself. Therefore, you trust awakened one, and you are open for help, right? That's one easy for me to use many, many tools to wake you up because you already have questions, and you're searching for help. And no matter how challenging, many things shaking within yourself, you still follow because you know what I mean to wake you up, what I mean to help you to realize the source of suffering that caused your suffering, right? And that is the key for you. Now you know is that what it means living Buddha. Yes, definitely living Buddha right in the moment of what is that intersection. Yes. That has to be, it's like being at a road with five different options. I could guess, but you can give the experience or the question or whatever the tool is, go this way and you'll see it. And I see it and then you help me release. It's a path of awakening and awareness and releasing. Wonderful. It's truly beautiful. Truly along the way, if you truly doubt with the source of suffering, if you truly want to wake up, if you truly want to liberate the source of suffering and looking for help, and along the way, I will help you, wake you up and let you face with the truth within yourself and liberate the source of suffering. Yes. That is possible in this lifetime. It's a true gift. A very, true very gift. Grateful. So grateful. Thank you so wow, much. Wow, thank you so much, Tận Nguyên. Quý vị thấy không? I can translate a little bit the main point for Vietnamese Sangha to understand. Thầy muốn dịch chút xíu cho nhóm Việt Nam hiểu chút xíu về cái điểm của cổ. Thật ra cái cô này, cổ có một cái nhân duyên rất là lớn. Cổ là trước khi gặp thầy là cổ đã tu thiền rất là nhiều năm. Cái cô này, cổ có một cái nhân duyên lạ là cổ tu thiền. Và cổ gặp rất là nhiều teacher mà hướng dẫn về thiền. Nhưng mà cái cô này là cô tự biết trong lòng cô có những cái sự dính mắc, những cái khổ đau. Và cô đi tu học để làm sao cô hy vọng là làm sao dứt cái khổ đau. Nhưng mà nhiều năm đi qua, mấy chục năm đi qua, cô theo vị thầy này, cô theo vị thầy kia, cô theo rất là nhiều và cô ứng dụng rất là chân thành. Nhưng mà cô nói vấn đề nó vẫn còn nguyên si. Nhưng mà những cái nhật ký cổ viết lại về cuộc đời của cổ thì cổ nhìn lại cổ thấy rằng là từng năm đi qua, cho dù cổ viết về cái cuộc đời của cổ thì vấn đề đó nó vẫn còn nguyên, nó không có thay đổi đó. Cho nên cho tới một lúc cuối cùng thì cổ bắt đầu cổ mới có một cái nỗi trăn trở là cổ phải làm sao cổ đứng lên để cổ đi tìm thầy để làm sao giúp, làm sao để end cái problem. Thì lúc đó cổ mới đến cổ gặp được bậc thầy giác ngộ. Và khai mở tới đâu, đánh thức tới đâu là tự nhiên tâm của bừng sáng. Và cái khối mê chấp nó từ từ giúp cho cô nhận ra. Và từ từ nó gì? Nó rơi rụng. Và từng bước cho cô thực chứng cái gì là cổ, cái gì không phải là mình và giải thoát cái gì. Cho nên tâm thể cổ nó rất là bừng sáng. Và cái niềm tin của cổ đi trên con đường thành Phật giải thoát nó rất là mạnh. Là bởi vì quý vị thấy vì sao cổ mạnh không? Quý vị hiểu chỗ không? Vì sao cổ bây giờ cổ mạnh chưa? Cái niềm tin cổ mạnh không? Là bởi vì sao? À, là bởi vì cổ đã từng trải nghiệm mấy mươi năm trước đó, mấy mươi năm. How many years you practice before? More than 40 years, right? Before you met Awakened Ones, right? Or almost 50 năm. Thì quý vị nghĩ là một người mà họ đã đi tìm đạo, họ đã tu học là gần 50 năm. Mà không có answer, không có ra được cái answer. Họ cũng thiền, cũng thực tập, nhưng mà nó chỉ là temporary release, phải? Nó chỉ release thôi. Nhưng mà cái problem, cái sự dính mắc, cái sự chấp trước, cái sự khổ đau, cái gốc khổ nó vẫn gì?
nó vẫn còn đó và nó không có liberate, nó không có pull nó ra được. Cho đến khi cô đến đây, thì cô nghĩ một cái người mà trăn trở như vậy rồi, mà đến khi gặp đúng bậc thầy để mà đổ, thì cái lực của họ sao? Mạnh lắm. Cho nên là khai phá tới đâu là gì? Cô bật ra tới đó. Và dùng bất cứ phương tiện nào cô cũng willing hết. Là bởi vì cô đâu có ngăn ngại đâu, là tại vì nếu mình gặp được một bậc thầy giác ngộ độ mình thì làm gì có ngăn ngại, trong khi mình 50 năm mình tu mà mình không có giải thoát. Trong khi mình về đây và cổ nói giống như là marathon á, là cổ nói là cái lực mà thầy độ cô và cái lực giải thoát của cô rất là nhanh. Chỉ một cái thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng mà lúc trước cổ tả nó giống như là một cái chiếc xe lửa đi rất là nhanh vậy đó, mà cổ để lại tất cả một cái đống dính mắc đó, nó rớt xuống như vậy nè. Đó có một lần cổ tả giống như cổ leo lên một cái chiếc xe lửa mà đi rất là nhanh. Mà nguyên một cái gánh nặng ngàn cân ở trong tâm của nó gì? Nó rớt xuống. Thì con nghĩ cái lực mạnh không? Thì đó là một cái sức mạnh của cổ. Cho nên đâu có nhất thiết là cổ là Phật giáo hay là cổ là người Việt Nam đâu. Chỉ cần người nào có trăn trở là người đó có tiềm năng thành Phật, tiềm năng giải thoát. Cho nên cái chỗ này nó, quý vị thấy nó màu nhiệm không? Cho nên cái lực của cổ đến đó, là cổ đến bằng cái một cái sự trải nghiệm, một cái sự thực chứng, chứ cổ không có đến để mà học thêm nữa. Đối với cổ không có gì để học thêm nữa. Mà cổ đến là để cổ trải nghiệm tự thân, và cổ phải có niềm tin vào cái trải nghiệm tự thân. Cho nên bây giờ là bậc giác ngộ testing kiểu nào cổ cũng willing. Are you willing for awakened one to test you anything right now? Tĩnh Nguyên, are you ready to receive any testing in order to wake up and liberate the original yes, attachment? Yes, I am. Wow, yes. Congratulations. You see that? Thấy không? À? Không ngần ngại, thấy không? Là sẵn sàng bất cứ cái test nào. But you know that, right? Whatever awakened one wake you up, it's to help you to liberate the original attachment, right? To wake you up, right? Help you see, to realize and let it go. Mm. You're a very clear mirror in. Wonderful. Yes. If you have one thing to share to encourage the new people, what would you like to say? Just keep coming back. Why? Wonderful. Why you say so? Excellent. Why do you say so? My rule is always to come back to the teacher, because things come up that can cloud perception. And I know if I have a goal and I know if I have that the purity of your teaching has guided me through that. And it's process. It's a step-by-step process. You can pull something from me and I feel like I'm operating in a void and it's new. And sometimes I can make up all kinds of things about that, but I always get back to the teacher and you help me align. Mm-hmm. And so, but I would also say for every person, they have to have their own experience, not to only follow, not to trust, but to keep coming back and witness for yourself. Are you seeing something in a different way? Are you becoming less reactive to life? Are you starting to have more compassion for people in front of you? And just witness sort of the internal changes that take place over time. And it'll either be the right thing for you or it won't be the right thing for you. But this is an unconditional place to be. You never have held any condition on me whatsoever to be here. It's an open door. It's a universal door. And the process is driven by me, not by you. And that makes, I've been in different systems that have had a lot of conditions on students. Your only request is to stand up and keep going. So, yes, I would say come back and give it time, witness yourself, and you'll know if it's right or not for you. Wow. Thank you. Tĩnh Nguyên. À, thầy có hỏi cổ một câu rằng là nếu mà cổ có một cái điều gì mà cổ muốn nói cho những người mới đi về đấy tu học thì cô sẽ nói cái gì?
Thì cô nói rằng là phải thường về, thường trở về tiếp nhận cái gia tài bậc giác ngộ truyền trao. Bởi vì một khi mà mình nghe, mình thông một lần không có đủ, mà mình phải trở về lại để mình thẩm thấu được cái nội tâm của mình. Mình thẩm thấu được những gì bậc giác ngộ khai mở. Và cô cảm nhận là nơi bậc giác ngộ khai mở rất là trong sáng, nó rất là rộng rang, nó rất là vô nhiễm. Mình chỉ tiếp nhận thôi. Nhưng mà cái sự tiếp nhận của mình á, thì cô nói rằng là nếu như mình đi tới một cái lúc mà chính mình phải trải nghiệm, mình phải được trải nghiệm thì rất là tốt. Tại vì cái trải nghiệm đó nó giúp cho mình thực chứng cái nội tâm của mình, là bậc giác ngộ sẽ độ cho mình trải nghiệm là ta là ai, khổ là gì và nguyên nhân của khổ là như thế nào, thì bậc giác ngộ sẽ cho mình trải nghiệm. Và mình đi nữa để bắt đầu mình trải nghiệm thêm là mình có thấy rằng là cái sự phản ứng trong người của mình á, hồi xưa mình phản ứng rất là mạnh, thì bây giờ bắt đầu mình thấy nó, mình nghi nó và mình nguyện dứt nó, cho nên cái phản ứng từ từ nó không có mạnh như xưa. Rồi cổ nói mình đi á, từng bước mình được trải nghiệm á, thì mình sẽ thấy được rằng là cái tình thương của mình với những người chung quanh bắt đầu có mặt. Và mình đi như vậy, mình cảm thấy cái người của mình mỗi lúc nó thông ra, nó nhẹ ra. Là mình phải trải nghiệm. Và cái trải nghiệm đó, cô nói để được cái đó mình phải cần thời gian. Mình không có vội được, không phải một lần, hai lần. Tại vì mình dễ dàng trở về cái cơn mê lắm. Giống như cô nói mình rất là dễ dàng trở về cái cơn mê lắm. Cho nên mình sáng xong rồi mình sẽ gì? Mình sẽ mê lại. Cho nên mình đi một thời gian để mình được trải nghiệm. Được trải nghiệm và được một giác ngộ từng bước khai mở tuệ giác cho mình. Thì cái trải nghiệm đó là mình thực chứng. Và cổ nói rằng là cái từ ngày mà cổ về đây cổ tu học với so với những cái nơi khác á, là ở đây bậc giác ngộ không có một cái điều kiện gì cho quý vị hết á. Ở nơi khác còn đặt rất là nhiều điều kiện. Mình phải thế này, mình phải thế này, mình phải thế này. Còn ở đây cái điều kiện mà bậc giác ngộ đặt cho mình là gì? Là chỉ là đi bước đi trên con đường thành Phật giải thoát thôi. Chỉ cần nhiêu đó thôi là mình bước đi thôi. Thì và mình bước đi mình sẽ trải nghiệm giống như cổ. Cổ nói từng bước cổ bước đi thì từng bước cổ sẽ trải nghiệm. Cho nên cổ khuyến khích tất cả mọi người là phải cho mình có cơ hội để mình được trở về, mình tiếp nhận, mình ứng dụng, mình thưa thỉnh. Và liên tục như vậy. Và cái bằng chứng mà rõ nhất là tự mình sẽ biết được cái nội tâm của mình nó chuyển như thế nào. Và cái đó là cái sức mạnh để cho mình mạnh dạn bước đi trên con đường thành Phật giải thoát. Và cái chỗ mà cổ nói rằng là khi mình theo như vậy là mình có trí tuệ mình theo, chứ không phải là mình mù quáng mà mình theo. Cái đó là cái điều đặc biệt mà cổ muốn nói là theo là phải có trí tuệ và phải có trải nghiệm, chứ không phải nhắm mắt mà theo. Thì chính bản thân cô là cô mở mắt mà cô theo và cô trải nghiệm cho tự thân, phải không? Wow, Tuệ Liên, would you like to say something, to share something today, Tuệ Liên? Đây, very good. Okay, you have microphone. I'm just so happy. I felt so much happiness when I came in today. I feel so much gratitude towards you. As always, your compassion just connects so deeply with me. Your story of the guy from the lower caste and Buddha allowing him to cut his hair
was so, it was so intimate. It was such a beautiful tool to allow Ubali, I think it's Ubali. Yeah. To open up to Buddha. That touched me very deeply because you have had moments like that with me. That are very intimate and very tender. You've done the same. And it always peels layers in me when you do that. It always breaks the illusion. So that story really was very moving for me. And the second thing is, today your topic about the difference between a living Buddha and the scriptures or the sutras, it just makes me feel like I need to spend more time with you. You are here. You are the living Buddha, and what can be better than that? So it really makes me think about wanting to be, yeah, wanting to spend time, more time with you, so that you can continue directly to open that for me. The sutras are great, and all the teachings that are being preserved. But we are also blessed to have you here already. Even better than any sutra or any story. So I will continue to follow you, and I will want to come more and spend time with you. Buddha potential, wake up, right? Awaken one, let your Buddha potential wake up and continue until you become a Buddha and liberate all the original attachment, right? And wake the world up. Wonderful. Quý vị thấy không? Đó, hình ảnh của cổ rất là chân thật. Cô share cái chỗ mà hôm nay Bậc Giác Ngộ kể câu chuyện về Đức Phật độ cho Ubali. Cái hình ảnh mà cái tình thương của Phật mà cho Ubali là cắt tóc cho Phật á, là từng bước Phật độ cho Ubali bừng sáng cái nội tâm á, là cô cảm nhận giống như là thầy độ cho cô vậy đó. Cô cảm nhận như thế. Là Bậc Giác Ngộ đã từng đổ cho cổ như thế. Và cổ cảm nhận như thế. Và tâm cổ bừng sáng như thế. Và cái chỗ giải thoát nó là như thế. Nhưng mà cái điều mà cổ bừng tỉnh hôm nay nữa là Living Buddha, là Bậc Giác Ngộ hiện hữu cái cuộc đời này á, là mình không có chờ đợi. Mình phải gì? Mình phải đến, mình tu học để mình được Bậc Giác Ngộ đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho mình, để giúp mình giải thoát. Phải bước lên, bước tới. Thì cổ nguyện là từ nay đó đi là cổ sẽ bước tới. Lúc trước cũng có bước rồi, nhưng mà bước chưa có mạnh lắm. Còn bây giờ bước mạnh trên con đường thành Phật giải thoát. Bởi vì khi mà còn Bậc Giác Ngộ ở đây, còn Bậc Giác Ngộ Suối Từ, còn Bậc Giác Ngộ Phổ Môn ở đây, thì cái cơ hội cho mình được giác ngộ giải thoát rất là dễ dàng. Còn nếu mà Bậc Giác Ngộ đi rồi đó, lúc đó mình mới tu thì trễ rồi. Rất là khó cho mình được
được đương cơ điểm hóa rất là quan trọng. Thì cô nhận được cái điều đó và cô nói những cái kinh của Phật rất là quan trọng chứ, rất là ý nghĩa chứ. Nhưng mà nếu có Living Buddha, có những vị chứng đạo đã trở về sống trong cái thể tánh giác ngộ rồi, giải thoát rồi, thì đương cơ chỉ thẳng cho mình để cho mình giác ngộ giải thoát, thì nó rất là màu nhiệm. Cho nên cô nguyện là cô sẽ bước mạnh trên con đường thành Phật giải thoát. Và thầy nói hôm nay thầy mở cái tiềm năng thành Phật cho cô, thành ra cái sức mạnh giác ngộ trong cô nó sẽ mạnh hơn, và cái tình yêu giác ngộ giải thoát trong cô nó mạnh hơn, và cô sẽ mạnh dạn bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát đó. Thì một câu chuyện rất là ý nghĩa, quý vị thấy không, của một cái người Mỹ và một người mẹ, thấy không, rất là tròn đầy. Còn người Việt Nam thì sao? Người Việt Nam thì sao? Có chịu bước đi trên con đường thành Phật giải thoát không? Hôm nay phải bước đi nha. Phải bước đi trên con đường thành Phật giải thoát. Thì một lần nữa thầy chúc cho tất cả quý vị mạnh dạn lên, thấy không? Rõ ràng, tỏ tường. Và giống như nãy quý vị nói rằng là tiếp tục bước đi, tiếp tục thưa thỉnh, tiếp tục trải nghiệm. Và chính mình phải trải nghiệm thì mình mới có sức mạnh đi trên con đường thành Phật giải thoát. Ok. Enough for today. What? I have a little bit of a question to figure about, like, what is real and what's not real, especially as I see how limited perceptions blind our clarity. And I remember last time I asked you something you mentioned along the way. We'll have more questions about compassion and birth and death. But I want to say I still struggle a little bit with, or I keep trying to analyze, like, why do I need to see what's real? And, like, I guess the why and urgency is not there. So just wondering where would you advise me? Okay. Before you see what is real, what is not real, you need to know what caused your suffering. You need to know suffering. Do you have suffering? And you need to know where suffering comes from. Do you have something you hold on so tight, make you suffer? You need to realize that. After that one clear, and then you are willing to face, to know what is real, what is not real. In order to know what real or not, what not real, give you a power to liberate. You get it? Yeah. But if you don't have a reason to wake up, you don't know you suffer, you don't know where suffering comes from, right? And you realize not real, what is real, what is not real, you have no power to liberate. You get it? Wonderful. Okay. Any question? Okay, please. But one of the questions that I would like to ask you is how I can truly see that you are what you said that you are, and how can I trust that? Because, today we have social media, you know, and everybody has access to it, and you can see a lot of teachers, a lot of gurus talking about kind of the same thing than you, others talking about gods or etc. So how can I know that? So that is my first question. And my second question is, you said that Buddha plays these games, you know, to everyone, and to realize where they are and stuff like that. So what about the one that they lose the game? So what happened with them? Good question. You say when you talk about you, how can you trust the doctor? How can you trust the doctor? In order to trust the doctor, you need to know you have problem, right? And you meet the doctor, and the doctor diagnosed
your problem and give you medication. You drink it, you see your life change, since then you trust. You cannot just trust because someone else told you. That's when you have to go through the process in order to trust. Right? That's the first question. Clear for you? Yeah, it's clear, but... It means you need to go back to see, do you have any problem? You need to know you have problem. Are you okay? Are you not okay? You come here, you ask for help. I will help you. I will guide you step by step to liberate the problem. I wake you up. That is the first step. The second question is when you say a tool. Awakening gave you a tool. It means the tool to help you to liberate the problem. The tool to wake you up to liberate the problem. That's when you don't need to hold on to the tool. Because I changed the tool to help you to liberate the problem, to help you wake up. You see, that's when I don't give you the tool for you to hold on. No, the tool only that moment to let you see the attachment, to wake you up. But at the next moment, I don't use that tool anymore. I gave you another tool. But all tools just wake you up. You don't need to rely and you hold on to any tool. Got it? Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Rồi, next. Anyone have any question? Are you clear today? Wonderful. Feel free, right? If you have any question along the way, I'm very happy to help you. But if you have no question today, you need to digest anything I open for you today. Just digest and then welcome any question. And I will help you one day to wake up and liberate all the suffering. Call yourself suffer and those people around you suffer. Okay? Thank you so much. Thank you. Quá ý nghĩa.